Xin chào em, hôm nay cô và các em cùng đi trả lời câu số 4 trong sách giáo khoa vật lý 8, trang 63. Đề bài như sau. Hai thỏi hình trụ, một bằng nhôm, một bằng đồng, khi được treo vào hai đầu đòn cân thì đòn cân cân bằng. Khi nhúng ngập cả hai vào nước thì đòn cân sẽ thế nào? Ý A, nghiêng về bên phải. Ý B, nghiêng về bên trái. Ý C, vẫn cân bằng. Và ý D là chưa đủ dữ kiện để trả lời. À, khi mà đặt cái đòn cân này ở không khí, thấy chưa? Thì nhôm và đồng, ở đây các em nhìn thấy này, đây là bên nhôm bên trái của chúng ta, và đây là bên phải của chúng ta là đồng, đúng không? Nhôm và đồng cân bằng với nhau, đòn cân này đang rất cân bằng đây, được chưa? Nhưng người ta bảo là khi nhúng ngập cả hai vào nước. À, khi nhúng ngập cả hai vào nước có nghĩa là nhúng vào chất lỏng thì sẽ có chịu tác dụng của lực gì đó các em? À, lực đẩy Archimedes, đúng không? Phải chịu, nhôm và đồng này chịu tác dụng của lực đẩy Archimedes, được chưa? Vậy chúng ta cùng nhớ lại cho cô, lực đẩy Archimedes P của chúng ta thì bằng gì nào? À, bằng D nhân V, đúng không? Trong đó D là gì? Và V là gì? V là thể tích của chất lỏng bị chiếm chỗ, đúng không? Thể tích của chất lỏng bị chiếm chỗ nó chính là bằng cái thể tích nhôm và thể tích đồng này, đúng không? Còn D là gì? D là trọng lượng riêng của chất lỏng. Chúng ta cùng nhúng vào một chất lỏng rồi, cùng nhúng vào nước đây rồi. Vậy thì D của chúng ta bằng nhau, đúng chưa? Vậy thì chúng ta chỉ so sánh V thôi. Thể tích của nhôm và đồng, các em nhìn thấy này, rõ ràng là thể tích của nhôm lớn hơn, đúng chưa? Vậy thì lực đẩy Archimedes trong trường hợp này sẽ đẩy nhôm nhiều hơn. Vậy đẩy, lực đẩy Archimedes của chúng ta có phương thẳng đứng chiều từ dưới lên trên. Vậy thì nó sẽ đẩy nhôm nhiều hơn, đẩy đòn cân này nhiều hơn và làm cho cái này chìm xuống. Vậy thì cái đòn này sẽ bị nghiêng về bên nào các em? À, tất nhiên là nghiêng về bên phải, được chưa? Vậy chúng ta sẽ chọn đáp án A, đó là nghiêng về bên phải. Ý A. Đòn cân sẽ nghiêng về bên phải.